Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy, hiện tại bây giờ mình đang có đội hình, đó chính là hai Huyễn Long và hai Hộ Pháp. Huyễn Long ở trong trận đấu này thì nó là một Huyễn Long giúp cho mình có một khả năng, đó chính là hắc vàng mọi người nhé. Trang bị mình sử dụng cho Nunu thì nó sẽ là một cái trang bị gam bảo thạch, nước mắt. Với combo trang bị này thì giúp cho Nunu của mình nó sẽ gọi là nuốt và nhả khá là chất lượng anh em ơi. Mọi người xem video ủng hộ cho mình và đăng ký kênh và một like video nhé. Có ý tưởng gì hãy có ý tưởng góp ý gì hãy để ở dưới, mình sẽ cố gắng hoàn thiện ý tưởng đó cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. 2.6 mình đang có lượng vàng cũng tương đối ổn thôi. Ok, được 2 vàng một round cũng khá là đẹp. Bây giờ thì 2.6 hai Hộ Pháp, hai Huyễn Long. Game này thì mình đang muốn run lên up level 6 ấy, level 5 mọi người. Để run một kiếm một chút nhân phẩm để kiếm dia ra để kích hoạt cho anh em xem 6 Huyễn Long luôn. Và với 6 Huyễn Long mà với cái loại công nghệ này, hòm hải tặc, thì sẽ giúp cho mình có một khả năng hắc vàng cực kỳ chất lượng mọi người nhá. Tầm khoảng 5 đến 6 vàng một round. Còn nếu như mà khi mà mình kích hoạt được 8 Huyễn Long ấy thì mọi thứ nó còn sướng hơn nữa. Nó có thể ra được Neko và nhiều thứ hơn. Nunu lên 2 sao. Bây giờ mình đang muốn thử xem là Kim Long 3 Kim Long để xem ra trang bị gì mình nhá. Thường thường nếu bao giờ 3 Kim Long mà ra một cái trang bị liên quan đến kiểu hắc vàng thì đúng là xịn sò luôn. Như kiểu là một cái trang bị cái quyền trợ hắc vàng ấy, một trang bị mình rất là thích. Một gặp, hai gặp. Ok, nó là một nước mắt nữa. Và cái đây thì mình sẽ lắp cho nó một cái bộ xanh anh em ơi, để cho nó sẽ nút nhanh hơn và nhiều hơn mọi người nhá. Hai Huyễn Long, hai Hộ Pháp, Nunu mình 2 sao, lắp cho nó một cái trang bị bùa xanh. Top 1 thì đang chơi Volibear 2 sao rồi. Nhìn đội hình này cũng ghê gớm phết đây. Ezreal cầm cung xanh này, Volibear, nói chung round này mình win rồi. Một nuốt chết tươi đâu em, 1000 mốt sát thương. Anh em thì đợt một thời gian trước thì anh em hay chơi cái lối chơi là chính spam bài, đó chính là Nunu Chiến binh rồng. Thực sự cái bài Nunu Chiến binh rồng là một cái bài mình không chơi bao giờ cả, bởi vì mình là một người chơi không thích chơi những cái thứ mà nó quá nhiều á mọi người. Thời đại rồng mọi người ơi. Với cái loại công nghệ thời đại rồng này thì mình sẽ được 3 rồng mọi người nhá. Ui, có luôn kìa anh em ơi, ngon chưa? Măm măm, tưng tửng và IDAS. Bây giờ mình sẽ cho IDAS vào để xem nó sẽ cho mình một trang bị gì. Oh my god mọi người, tuyệt vời luôn, một chiếc hắc vàng. Và mình sẽ sử dụng nó cho Nunu mọi người nhá. Bây giờ Nunu của mình nó đã một khả năng gọi là nuốt và phát chết luôn. Và cộng thêm cái trang bị này nữa thì nó sẽ giúp cho mình, đó chính là một nuốt được 2 vàng nữa, đẹp trai luôn. Bây giờ thì thời đại rồng thì chắc chắn là mình sẽ phải chơi đội hình 5 rồng rồi. Được, trước mình có một video về một cái trận đấu về đội hình 7 rồng luôn. Trận đấu đấy mình có rất là hên, có rất là nhiều slot cho một trận đấu 7 rồng anh em ạ. Và sẽ cố gắng một ngày nào đó nhân phẩm cực cao và làm cho anh em xem đội hình 8 rồng. Nuốt luôn chết, đúng rồi, hay quá luôn rồi, nhưng mà không ra vàng anh em ạ. Để mà Nunu nuốt ra vàng thì nó cũng phải cần một nhân phẩm lắm, không phải đơn giản đâu. Được, ok, được 2 vàng luôn.
và lượng máu của con tướng này phát trên này tươi này này, cho xin hai vàng đi Nulu, hãy thể hiện thế nào. Đúng rồi, được 4 vàng một round anh em ạ, cũng khá ổn, lợi tức tăng khá cao. Nuốt luôn bạn ơi, hai vàng. Có luôn hai vàng nữa, đẹp trai, nhưng mà round này bị thua rồi. Ông này hơi khỏe một chút. Gặp mấy anh em chưa khát nước là mấy anh em dùng vàng từ sớm mọi người, nên là mình rất là dễ gọi là thua. Mình là một người chơi mà tích vàng, mình đa phần là mình sẽ chơi tích vàng chứ không kiểu là tiêu vàng từ sớm như mấy anh em đó. Round này có Barthenon này, Barthenon đang cầm một cái trang bị cung một cái trang bị BF. Thì mình sẽ lấy con Barthenon đi. Một trang bị BF là những trang bị mà có thể lắp nhiều trang bị khá là hay. Có thể là áo trong bóng tối, cái trang bị áo trong bóng tối là một trang bị rất hay mọi người nhá. Ví dụ được thừa hồi lâu có một cái chen đó chính là Nulu Chiến binh rồng vậy đó. Nulu Chiến binh rồng thì khi mà chúng ta sử dụng cái trang bị áo trong bóng tối thì nó sẽ không thể nào cắm một phát chết tươi được. Nút bạn ơi, nút nhiều vào. Bây giờ Nulu của mình cầm cho mình làm người nhá. Nhưng mà nãy giờ thì thực sự là cái khả năng hắc vàng của Nulu cũng không được nhiều mọi người ạ. Hơi chán. Bây giờ mình muốn run Diaza mọi người. Diaza để kích hoạt cho anh em xem là chính là 6 huyễn long luôn mà chưa Diaza anh em ạ. Mình vẫn đang phân vân là liệu rằng 3 huyễn long thì nó sẽ ra cái trang bị hắc vàng hay là ra trang bị này. Nên chính nó mình sẽ bỏ một huyễn long ra xem nó sẽ ra trang bị gì mọi người nhá. Ok bỏ như nào. Ok, vậy là ba huyễn long ấy thì mình sẽ có một cái trang bị, đó chính là đội hình, đó chính là cái trang bị của hắc vàng này. Thì bây giờ thì mình sẽ thay thế này ra là mình sẽ có đội hình như này. Hai rồng, ok. Thế thôi, không cần nhiều, thế là đủ rồi. Mỗi thứ một tí cho nó khỏe một cái anh em ạ. Game này thì mình đang có thời đại rồng. Cái thời đại rồng này thì mỗi sau đó chính là 4 đòn đánh thì sẽ khạc ra một tia lửa sát thương phép người nhá, gây ra 3% sát thương. Nunu nuốt bạn ơi, không nuốt nổi luôn à? Có vẻ Nunu cầm trang bị này không được đẹp trai cho lắm nhở? Nuốt chết con này đi cho xem nào. Nuốt. Không nuốt được luôn à? Skarner mà có gì đâu mà không nuốt được. Thua lắm rồi anh em ơi. Volibear khỏe quá, Volibear đang ở mức là chính là 2 sao 2900 máu. Bây giờ thì nói chung là khởi đầu thì mình này thôi, chứ nữa mình sẽ cho đội full rồng vào để khai khác mọi người ạ. Bây giờ thì đơn giản chỉ là khởi đầu thôi. Ai đáp mọi người này. Mình cái này mình sẽ up level 9 nha anh em. Up level 9 mình sẽ có đội hình 5 rồng. Với 5 rồng và một lõi thời đại rồng thì nó rất là khỏe luôn. Top 1 đang full 100 máu, cũng đang có linh hồn rồng luôn.
mọi người xem video, ủ cho mình một đăng ký kênh và một like video của mình nhé. Vàng không đôi à? Xin tí vàng nào. Vàng không được luôn ạ. Lại rồng người này. Game này thực sự là game năng độ mình về rồng rồi. Nãy giờ ra tận 2 rồng luôn. Tất cả đều về rồng hết. Diaza tương tự. Trang bị bây giờ thì mình vẫn chưa lắp được bởi vì nó vẫn đang còn một cái loại công nghệ cuối Adat 2 sao luôn này. Adat 2 sao luôn mà giờ cho Adat trang bị thì vẫn chưa thì để cho Adat cả. Mình đang sử dụng một Neko ở đây. Game này mà đủ cái loại công nghệ 4.2 mọi người mà ra cái loại công nghệ đó chính là hộp mà gọi là kho tướng Pandora Bách mọi người, thì mình sẽ làm cho anh em xem một đội hình đó chính là kiểu tầm khoảng là 4 con rồng 7 vàng 3 sao anh em ạ. Cho Adat đồ phủ đi, mình sẽ cho Adat đồ combo full thủ nha. Nunu của mình thì cầm combo này nhưng mà thực sự nãy giờ thì nó không hắt vàng nhiều cho lắm, nó khá là phế đúng không, nó chỉ thế thôi, cắn một phát thôi là kiểu ngừng rồi, nó không được có thể cắn được nhiều mọi người. Ui, lại nuốt phát chưa chết luôn kìa. Xin hai vàng thôi mà, có gì khó khăn đâu đúng không? Không được luôn ạ, ok được có hai vàng rồi đấy. Nhưng mà mình vẫn thua anh em ơi. Đội hình vẫn hơi non đó. Xin nói chắc bị hắc vàng thì mình sẽ cho con đó chính là Deja cầm chứ không phải là cho con tướng Nunu cầm mọi người ơi. Xin nói mình cho Deja cầm nha. Nunu cầm hơi phế anh em ạ. Nó hơi phế một chút. Không phải là lõ kim cương. Ok, chính xác là sẽ tụ RF rồi. Chiều nữa, hên nhặt được một cái sảnh vàng nữa là mình sẽ có thêm một slot nữa mọi người ạ. Trang bị bây giờ thì sẽ lắp cuồng đao này. Một cái dây khổng lồ cho đeo ra và cầm trang bị này thì đúng là khét này nẹt luôn. Ok, siêu du 2 sao. Và đây chính là thứ mình cần. Mình đã có 3 rồng rồi và khi mình lấy thêm một con rồng nữa thì mình sẽ có thêm một slot nữa mọi người nhé. Ok, đẹp trai luôn, 4 rồng. Bùa xanh này thì bây giờ chúng mình sẽ gõ ra. Bởi thực tế cho đội hình rồng này thì bùa xanh không cần lắm. Ai à, quên rồi. Bây giờ Deja của mình trở lên 2 sao thôi là sẽ có một trận đấu hắc được rất là nhiều vàng luôn. Với combo trang bị cuồng đao và các bảo thạch. Mỗi khi nó đánh tốc đánh nhanh mà xong một skill phát là vàng rơi đúng không? Ok, hai vàng đã xuất hiện rồi. Có vẻ như kiểu Deja thực sự cầm trang bị này nó hot hơn rất là nhiều so với là con tướng Nunu kia. Top 1 thì vẫn đang full 100 máu thôi. 3 rồng luyện, 3 rồng này, ông này có thời đại rồng mà. Linh hồn rồng, phóng hỏa. Bây giờ thì mình cần phải ron kiếm Deja lên 2 sao thì mình phải có một lượng vàng ổn được. Và mình sẽ up level 9. Còn nếu như game này mà có thể một trận đấu mà mình có thêm một sẻng vàng nữa là mình sẽ có thêm một slot nữa là mình sẽ có thể 5 rồng anh em nhé. 5 rồng up level 9 là có được rồi. Nhưng mà nếu như mà mình có thêm một slot nữa thì ở level 8 mình có thể up được 5 rồng luôn. Level 9 mình bỏ con Leona ra và cho thêm một con rồng nữa sẽ có 5 rồng anh em ơi. Quyền năng khổng lồ, cháy luôn, tuyệt vời. Ron phát ra ngay chuyến khổng lồ luôn. Mình để Leona để lại để kích hoạt hộ pháp anh em ạ. Hộ pháp thì chúng ta khi mà xuống dưới 5% máu thì sẽ tạo ra 20% lá trị lá chắn mọi người nhá. Rồi, để ra thêm hắc vàng đi, bạn yên tâm. Phía trước của bạn đang có rất nhiều tướng thủ gọi là gồng cánh cho bạn rồi. Phía sau bạn chỉ việc đó chính là skill thôi. Đúng rồi, hai vàng rơi luôn. Rồi này có hai vàng à, hơi ít. Bây giờ mình sẽ dành số vàng để up level 9 nhá. Và mình sẽ gọi là đợi ra 4.7. Mình sẽ tích khoảng tầm 20 vàng ra 4.7 để mình sẽ run một chút. Nếu mà nhân phẩm cao thì nó sẽ cho mình thêm một sảng vàng nữa và mình sẽ có thêm một slot. Còn không thì phải chịu thôi. Yasuo, Soraka ở round này không có sảng vàng rồi. Nếu mình lựa chọn mình sẽ lựa chọn Soraka anh em nhé. Ám Long, Tan Swain.
Nói chung là mình sẽ cái con tướng cuối cùng của mình để vào thì sẽ là con Terra cơ, không phải những vị tướng này mọi người nhá. Vị tướng cuối cùng mình sẽ chọn là Terra chứ không phải là những vị tướng này. Bây giờ thì nếu mà để Soraka vào thì cũng không hợp lý, là thôi mình để ở ngoài đi. Xíu nữa up level 9 và sau bắt đầu sau mọi người ạ. 89 máu, Deaza, Volibear 61 máu là sao, đang có chính là tương tự mà 6 băng hội lên rồi. Đỉnh băng hội này khi mà kết hợp 8 băng hội thì rất là ghê gớm nha. Mình đã thua rất nhiều trận đấu với 8 băng hội rồi. Thực sự mạnh, đội hình thực sự mạnh luôn. Được một vàng nào luôn à? Xin một vàng thôi. Không được luôn anh em ạ. Có vẻ như kiểu Diaza cần cho mình này không phải phong thủy rồi. Diaza thì nó thuộc là một màu trắng à, trắng xanh. Còn cái trang bị này là một màu vàng, gọi là cho ta mệnh của Diaza là mệnh thủy, còn cái trang bị này là mệnh kim. Kim với thủy hơi khắc chế nhau một chút. Nên là lượng vàng hắc không được nhiều nha bạn. Đây sẽ là một cái trang bị giáp máu mọi người nhá. 89 máu thì bây giờ ông này thì mình ăn được thôi đúng không? Bây giờ thì ông nào mình ăn được thôi. Bởi vì đội hình mình giờ đang khá là ổn rồi, 4 rồng và cái loại công nghệ thời đại rồng nữa thì khiến cho đội hình của mình rất là cháy. Thực sự mạnh luôn. Ok, 2 vàng tuyệt vời luôn, 79 vàng rồi, để xem 4.7 nào. 4.7 thì mình sẽ có gì ở đây? 4.7 mình sẽ có gì nào? Hy vọng sẽ là một cái thời đại, một cái gọi là rồng thần ban phước anh em nhé. Nào, 4.7. Không phải rồi, nhưng mình vẫn sẽ cố run là một chiếc sẻng vàng. Ôi, hơi thốn vàng ở đây anh em ạ. Lượng vàng bị thụt hơi nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn đang muốn tìm một chiếc sẻng vàng ở đây. Ôi, đau thế nhở. Thọt 30 vàng rồi. Một khi theo lao phải đâm theo lao thôi. Vãi rồi vậy. Đen quá anh em ơi. Trời ơi, thọt bao nhiêu vàng cuối cùng chẳng thật sự là vô ích luôn. Thọt quá nhiều vàng rồi và thực tế là vô ích. Trang bị bây giờ thì mình sẽ lắp một cái sâu zin cho Soraka này, không thể thiếu rồi. Chơi kiểu này thì không thể thiếu, đó chính là sâu zin Soraka. Và sẽ là một chiếc, đó chính là dao điện static cho con tương tửng để nó thể sút. Cái này là huyễn long rồi, huyễn long Soraka cầm luôn. Để khi mình up level 9 cho thêm một con rồng còn nữa. À, mình sẽ khi mà up level 9 thì mình sẽ, đó chính là cho thêm một con rồng nữa thì nó sẽ vẫn kích hoạt được, đó chính là bốn huyễn long để có thể hack một chút vàng và một chút trang bị mọi người ạ. Ok. Vậy là game này mình đã gọi là SATA. Mình sẽ chỉ đã kế hoạch được 5 rồng rồi thôi. 50 tiết này. Tương tự lên 2 sao rồi. Tương tự nó sẽ sút vào con Diaza của mình đó. Tương tự nó sẽ hút sút Diaza của mình. Nhưng mà mình không gặp. Mình gặp Kai'Sa 2 cuồng đao. Đó chính là đội hình liên quan này. Quina 3 sao nữa hả? Quina đã đánh vào con Soraka của mình rồi. Nhưng không sao. Soraka đã skill một lần. Hồi một lượng máu khá là ổn. Và khi hồi lượng máu đó thì chắc chắn là con Diaza mình không chết rồi. Quyên à,
one shot các bạn ơi. Để giảm tôi mạnh lắm. Ok, bây giờ mình sẽ lên level 9 với cái mặt 5 rồng cho anh em xem. Đây chính là thứ mình cần, chính là Terra. Ok, vậy là bây giờ mình đã có 5 rồng rồi. 5 rồng. Bán đi. Đây, và sâu xin này thì mình sẽ sử dụng nó cho con tướng đó chính là con... Ok, cho Shiozu cầm sâu xin đi. Terra này. Hai vàng rồi rồi. Bây giờ mình sẽ tích lại 50 vàng và bắt đầu run mình nhá. Run để có thể kiếm thêm xem có thể lên một vị tướng rồng là 3 sao hay không. Ông này có Diaza cuồng đao huyết kiếm và găng bảo thạch, nhưng mà để mà nói thì cái khả năng nội tại thời rồng của mình rất là chất lượng luôn. Cứ mỗi sau 4 lần đánh là sẽ có thể phun lửa ra một lần. Hiện tại bây giờ chuẩn 3 ngày chơi thôi. Và trận đấu này mình đang tự tin có thể nắm được phần thắng. Ok, round này thì đang có đó chính là con Terra đã cầm một cuồng đao này. Mất Terra rồi. Game này thì mình sẽ lấy con tưởng nó chính là Diaz người nhá. Mất Diaz luôn à. Ok, vậy thì thôi, tôi lấy cái này vậy. Để thử xem có thể kích hoạt lên siêu du lên 3 sao hay không. Saivana. Saivana là một tướng 8 vàng. Và cái sức mạnh của nó anh biết rồi. Bởi vì nó sẽ khi mà nhảy xuống này sẽ tạo ra một cái trận địa chấn và sẽ gây một cảm giác choáng. Và cảm giác choáng đấy thì sẽ khiến mình nhấc người lên và có thể đốt lửa được. Thay vì sử dụng quỷ thư thì hoặc là áo trong lửa thì con Saivana thì vẫn là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Xôm này. Ok, có phải win được không? Win được không? Win rồi. Hay quá anh em ơi, win luôn. Win luôn các bạn ơi. Hy sinh một người anh em, mình đã xuất đam một người anh em là chơi rồi, còn hai người chơi nữa thôi. Hai người chơi nữa. Gna. Hiện tại bây giờ ở round ở phiên bản 12.19 thì con Gna vẫn là một cái gì đó rất là chất lượng mọi người nhá. Gna sẽ là một vị tướng cực kỳ xịn sò luôn. Mình đọc qua thì sơ thấy thì cái phiên bản cập nhật thì con Gna là một vị tướng mà nó đang rất là hot pick luôn mọi người ạ. Khi mà Shiozu lên 3 sao mọi người nhá, thì mình sẽ chuyển đồ của con tướng đó chính là con Diaza cho Shiozu cầm để nó hắc vàng cho mình. Shiozu 3 sao anh biết rồi, một đấm của nó sẽ one shot thôi. Ron chút nhở. Ui, 2 Terra luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình đang muốn kiếm đó chính là Shiozu 3 sao mọi người, nên mình sẽ không bắt nha. Bắt một con thôi. Để liệu đề phòng, nếu mà thực sự nếu mà thua thì mình sẽ không bị thua nhiều á. 3 Shiozu lên 3 sao rồi. Mình đang level 9 và tận 30% mà tướng Shiozu thì mình nghĩ là sẽ được thôi. Tương tự đồ rất đẹp nha. Tương tự đồ rất đẹp, nhưng mà để mà nói thì mình vẫn sẽ một phần nhìn hơn đúng không? Đúng rồi, one shot luôn. 47 máu thì đang... Ui, ông 47 máu thắng mình luôn anh em ạ. Ông 47 máu win mình luôn kìa. Ok, đề ra 2 sao. Để xem bây giờ người anh em có thắng nổi tôi nữa không. Round nãy thì ông 47 máu này vừa win mình. Ông này đang có gì? Gna 3 sao, Volibear 3 rồng, 3 rồng luyện, 3 huyễn long, 2 pháo thủ, 2 chiến binh rồng. Ui, lúc đấy nếu mà thực sự mình bắt Terra thì cũng được nhở. Hơi sai đúng không? Batera thì vẫn có một cái cơ hội nào đó lên được, đó chính là lên Terra 3 sao đúng không? Idat này. Savana này, cứ bắt đi. Thua thì mình sẽ cho vào thêm đợt chính là con Savannah 3, Savannah 2 sao đẹp. V
với trang bị quỷ thư này thì để mà sử dụng thì mình sẽ cho Samana cầm quỷ thư đi, để khi mà nó đứng lên nhảy một phát thì cũng sẽ một điều nào đó cũng khá là hay. Mình có một deco mọi người nên là vẫn đang có cơ hội để chúng ta lên được con siêu du 3 sao. Round này mình gặp bạn ảo rồi. Round này gặp bạn ảo rồi. Xin ít vàng nào, xin ít vàng nào. Hai vàng đâu? Không có vàng nào luôn. Ok. Cơ hội lên siêu du 3 sao của mình nó rất là cao, bởi vì game này thì mình bán Deza, bởi vì ông này đang cầm 4 con rồi. Và đây là cơ hội mình có Deza 3 sao là điều không có. Ui Terra này. Terra nhiều thực sự luôn. Ui. Ui Terra chuẩn bị 3 sao luôn rồi anh em ơi. Terra chuẩn bị 3 sao luôn rồi. Không sao. Giờ là Terra, hai con nữa thôi mình sẽ lên 3 sao rồi nhá. Hai nữa, hai con Terra nữa mình sẽ lên Terra 3. Nếu như mà cảm giác mà gần lên thì mình sẽ bắt đầu kiểu bán hết với cái tướng rồng 2 sao đi và đợi nhân phẩm vẫy gọi mọi người ạ. 10 trận thắng rồi. Round này. Xin đây hai vàng nào. Đĩa ra ơi. Có hai vàng luôn, tuyệt vời. Vừa xin vẫn có luôn. Round này thì mình win rồi. Bởi đội hình bây giờ mình đã nâng cấp lên đội hình kiểu rồng full 2 sao mọi người, nên sức mạnh của nó có luôn, thêm hai vàng nữa. Bây giờ chỉ đợi ông này thì chết luôn rồi. Một anh em đã hy sinh. Round 6.3 nào. Round 6.3. Cho mà xin một con Terra nữa đi. Ok vàng. Terra. Không ra Terra anh em ạ. Ra bụt, trời ơi. Nhìn màu vàng đẹp thực sự luôn, nhưng mà không có Terra xuất hiện ở đó. Ok, 28 máu này đã cho thêm một con rồng nữa rồi. Úp lên level mấy, level 8 rồi. Level 8 rồi. Hy vọng ra đi chợ sẽ có Terra em ơi. Lấy úp lên Terra 3 sao đẹp trai luôn. Hai vàng. Thêm hai vàng nữa. Không được luôn, không được luôn. Hai vàng. Không có, oh, ok được 4 vàng. Terra. Không ra anh em ơi, để xem ra đi chợ nào cũng không có Terra luôn. Ra đi chợ này thì mình sẽ bắt những vị tướng 5 vàng người nhá. Bắt những vị tướng 5 vàng để trận đấu này thì mình sẽ cố gắng run lên Terra 3 sao nó đẹp trai luôn. Với công nghệ, với cái loại công nghệ thời đại rồng và Terra 3 sao thì cháy thực sự luôn. Hai Adat luôn mọi người kìa. Vâng. Lúc đầu không bắt Terra thì nó ra rất là nhiều luôn, mà về sau mình bắt thì nó bây giờ nó mới ra anh em ơi. Mình có nên chấp một vài round không nhở? Ok, mình chấp một vài round như này đi. Bởi máu mình còn nhiều mà, không để thuộc đâu. Và bây giờ mình chuẩn một con Terra thôi, mình sẽ lên Terra 3 sao anh em ạ. Ui, đừng nói mình thắng luôn nha, đừng thắng nha. Tôi muốn thua đó. Ui, vãi nồi, thắng luôn anh em ạ. Ok, hơi đen, chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video sau, bye bye, tạm biệt.